quần đá, quần đá mà quần đấy này em giấy ấy. Em mới lấy rồi, ý là bên ngoài kia là áo á. Áo anh ta nhìn nhận đi của máy tính á. Có em với chị, các chị ơi vào lại giúp em nhá. Có chị thật sự à, tâm bị đơ ấy mọi người. Có em với chị Phương Nguyên này. Mọi người ơi vào giúp em nhá. Có bộ em mặc có bán đấy. Bộ em mặc tí nữa sẽ lên cho các chị. Bộ này có bán nhá. Rồi em lấy chị Chi Chi, bộ này xinh á. Bộ này thì 60 cân cho em vẫn vừa cái bộ này. Bộ này bát 60 cân cho em vẫn vừa, mặc rất là xinh. Kiểu set này, baby cute lạc lối. Rồi em lấy chị Phương Nguyên. Các chị ơi mình vào luôn nhá. Đây. Em bắt đầu lên luôn, nhanh luôn cho các chị đi. Bắt đầu lên luôn, nhanh luôn nhá. Tại vì những cái mã này còn ít ấy, nên là sẽ lên nhanh. Nên là chị nào mà không xem được thì hơi phí nhá mọi người nhá. Đây những cái áo len tăm như thế này này. Đây, chất này. Chất này thì đẹp, khỏi chê luôn nha các chị ơi. Cái này mình từ 40 cân đổ lên. Và các chị dưới độ tầm 55. 55 cân đổ về cho em nhá. 55, 56 cân đổ về là thoải mái. Được chưa ạ, mã này các chị lên luôn cho em là xả 1 nhá. Xả 1 và kèm số điện thoại luôn giúp em là được. Áo này em vừa bán vừa tặng đầu like luôn cho mọi người. Với giá này, nghe giá là dần mình luôn nhá. Nói nhỏ không nghe được á. Em nói giống như bình thường mà các chị. Các chị bật hết volume của mình xem, như máy của mình xem các chị. Xả 1 giùm em nhá. Vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị áo này luôn. Được chưa ạ? Chất của nó siêu siêu đẹp luôn này. Kỷ niệm các chị áo này luôn nhá. Mã số trên là xả 1. Em vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị áo này. Với giá là 19.000 nhá. Cái này em có đủ màu đấy, đủ các màu như thế này. Form dáng rất là đẹp, có cả cổ tim, cổ tròn, đầu chạm đầy đủ hết các loại cổ như thế này. Vừa bán vừa tặng các chị luôn 19.000 và màu này. Màu nào lên rất là xinh và rất là đẹp luôn nhá. Vừa bán vừa tặng các chị luôn 19.000 màu tây cho. Cái màu của nó vô cùng tây nhá, chất thì chất đẹp, 40 cân đổ lên và các chị dưới độ tầm 55. 55 cân đổ xuống trên là thoải mái mã này nhá các chị ơi, nhìn chất của nó này xinh nhá. Rất là cưng như thế này luôn nhá. Mình cứ lên đúng mã cho là xả 1 cho em là được. Hôm nay không cần đọc tên đâu nha các chị ơi. Các bác cứ lên đúng mã cho là có đơn. Được chưa? 19.000 nhá. Lưu ý á, chỉ chốt cho chị nào chia sẻ live stream. Còn những chị nào mà không chia sẻ live stream thì mình sẽ không chốt được đâu nhá. Cái của em mặc là bán cả bộ nhá, không bán lẻ mình áo. Cái này là cả bộ và chắc chắn các chị mua bộ này ở ngoài không có. Các bác mua bộ ngoài, bộ ở em mà mặc á, bộ em mặc ở ngoài không có đâu. Chắc chắn là sẽ không có. Đảm bảo luôn tại vì hàng độc mà. Em ơi cho móc gỗ vào đây nhé. Cho cái móc cho chị cái bộ đấy vào móc gỗ vào đây. Xả một giùm em là có đơn nhá. 19.000 rồi em qua mã luôn này. Chất của nó thì siêu đẹp nhé mọi người ơi. Form dáng này. Form dáng dễ mặc cực kỳ. Các chị cứ từ 40 cân đổ lên và mình còn dưới 55. 55 quần em cho vào móc kẹp gỗ nhá. 55 cân đổ về trên là vô tư nhá. Bán tặng vừa bán vừa tặng các chị luôn 19.000. Chất này thì không đẹp không lấy tiền. Ok chưa? Nên là lưu ý là em chỉ chốt cho chị nào mà chia sẻ live stream thôi. Còn những chị nào mà không chia sẻ live stream thì sẽ không có những cái mã như này đâu nhá mọi người nhá. Lưu ý giúp em là như thế, ok chưa? Xả một giùm em nhá, 19.000. Lên áo gió này. Áo gió các chị ơi. Không. Giống như anh bảo là đâu có còn đầu đọc tên. 19.000. Áo gió cho em đi. Áo gió này bán tặng luôn. Tại vì áo gió này là không còn mã nhá mọi người. Áo gió này là em, những cái mã này là em đã hết hàng và em bán tặng cho các chị của em luôn, được chưa? Bộ em mà có bán rất là rẻ và đảm bảo là bao hàng Quảng Châu, hàng loại 1 luôn, hàng cao cấp luôn nhá. Ok, áo thì các chị lên luôn, áo khoác này cho em mã này là xả 2. Em vừa bán vừa tặng vừa chiên vừa biếu mỗi chị một cái. Ok cho mọi người, chị mua đồ bên em vừa rẻ vừa đẹp, em cảm ơn chị Mỹ Linh nhá. Chị mới nhận hàng của em được 4 cái, 5 được 4-5 cái nhưng mà bận ưng quá. Vừa rẻ vừa đẹp, em cảm ơn chị Tạ Thúy này. Rồi các chị ơi, set em mặc có bán, tí nữa sẽ lên cho mọi người nhá. Mã số cho là xả 2 đi.
áo bomber nhá. Hôm nay em sẽ dở ra hết các mẫu cho mọi người. Để các chị ưng mẫu nào mình chốt, mình chụp lại màn hình nhá. Em vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị áo này luôn. Mã số chưa là xả 2, tại vì những cái mẫu này bên em hết hàng rồi. Bên em không còn hàng nhá. Không còn hàng những cái mã như thế này. Đây. Xả 2 và kèm số điện thoại cho em. Nhớ em chỉ chốt cho chị nào mà chia sẻ livestream thôi. Tại vì nó đang bị mất tương tác, em bán tặng các chị áo này 69.000 mã xả 2. 69.000 nhá, em dơ đầy đủ các mẫu, được chưa? Mình thích mẫu nào mình chụp lại màn hình. Có gọi điện chốt đơn, được chưa? Cứ lên đúng mã cho là được nhá. Ok cho các chị ơi, em dơ các mẫu cho các chị xem nhá. Chị Kenny Mộc Trắng ơi, chị nhận được hàng chưa? Bên em gọi, bưu tá gọi cho chị liên lạc rất là nhiều ngày, không thấy chị bắt máy để giao hàng. Em không biết là đơn hàng của chị đã nhận được hàng chưa? Bưu tá đã gọi lại cho chị để nhận đơn chưa? Xả 2 và kèm số các chị ơi, lưu ý ạ. Không chia sẻ livestream em không chốt đơn đâu nhá. Cái này là cái chị em mình thống nhất với nhau từ đầu, được chưa ạ? Nhớ làm đúng và đủ các bước. Bước thứ nhất là mình nhớ like bếp này. Bước thứ hai ấn chế độ theo dõi, bật chuông thông báo để khi nào bên em like mọi người có thông báo mình vào luôn. Bước thứ ba là chia sẻ livestream lên các trang, các nhóm chợ. Và bước thứ tư là comment thật nhiều. Mã số trên là xả 2 và em bán tặng các chị chiên hôm nay 69.000. Những cái mã này bên em đã hết hàng, được chưa ạ? Những cái mã này đã hết hàng và em bán tặng cho các chị em dơ đầy đủ các mẫu nhá. Mình ưng thì mình chốt nhá mọi người. Mình ưng thì mình chốt nha. Em sẽ mở hết tất mở hết mẫu cho các chị xem nhá. 69.000. Tao phi cái áo vào mặt đó. Xả 2 và kèm số điện thoại luôn giúp em nhá. Tội gì mà mình không mua lấy cái các chị. Chị nào lấy xả 2. Xả 2 thì mình chốt xả 2 giúp em nhá. 69.000. Vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị luôn này. Đẹp chưa? Từ từ hãy bỏ vào để rơi lại các mẫu cho các chị đã. Em điều chị vào sau. Tại vì áo này em không còn nhiều đâu mà em chỉ chốt đủ thôi, không chốt dư nhá. Được chưa các chị ơi? Trời ơi, quá đẹp các chị ơi. Những cái mã này là hết hàng rồi thì mới bán tặng thôi. Hàng hơn 100.000 của em đây. Bây giờ vừa bán vừa tặng các chị hết 69.000 nhá. Cái này là bên em hết mẫu được chưa? Nên là em không vào mã được. Em sẽ bán tặng các chị luôn 69.000 đồng. Được chưa? Ui, dã man các chị ơi, như thế này thì chết. Bán cho các chị như thế này, chữ quăng đang còn này. Em chỉ chốt đơn cho những chị nào mà chia sẻ livestream thôi. Được chưa? Chữ Lucy đang còn mà. Em chỉ chốt đơn cho những bác nào mà chia sẻ livestream nhá. Nên là các chị cố gắng nhé mọi người ơi. Chỉ chốt đơn ai chia sẻ livestream thôi. Còn những chị nào mà không chia sẻ livestream không chốt đâu nhá. Trời ơi, hàng trăm mấy của em. Hàng trăm mấy của em mà vừa bán vừa tặng các chị có giá xả 2 và kèm số điện thoại em tặng đấy. Nhớ nha các chị ơi, em tặng mã này là em tặng cho các chị luôn 69.000 một cái. Bao rẻ, bao hời và bao đẹp. Em sẽ dơ lại mẫu lần nữa để cho các chị chốt, được chưa? Mình đỡ thắc mắc đây. Có những cái mã như thế này nhá, được chưa? Mình cứ lên mã là xả 2, em bóc hết cho các chị xem đi, không có chị lại thắc mắc. Yên tâm nhá. Đấy, mình chụp lại màn hình luôn giúp em các chị ơi. Chụp lại màn hình nhá, chụp lại màn hình giúp em nhá mọi người. Nhớ là mình chụp lại màn hình nha, để mà tí nữa bên em có gọi điện chốt đơn ấy thì mình biết mình đặt những cái mã nào, áo màu gì, tại những cái mã này bên em không làm mã được. Nên là bên em mới vừa bán vừa tặng vừa chi ân nhá. Em giơ lại lần nữa để em qua mẫu này. Mình cứ lên là xả 2 và kèm số cho em. Hàng 2 lớp. Hai lớp cho đẹp luôn nha các chị ơi. Tại vì là chị không chia sẻ đủ nên nó chưa hiện lên đâu. Em chỉ chốt cho chị nào có hiện lên biểu tượng người chia sẻ livestream nhá. Vẫn là đây chị em. Chỉ chốt cho ai chia sẻ livestream. Lưu ý giúp em là như vậy các chị. Nhiều mẫu vô cùng nhiều. Đang bán 101 em vẫn bán tặng các chị 69.000. Những mã này là em đã hết hàng và em gộp lại thành một mã. Em bán tặng các chị 69.000 ngày hôm nay. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Còn nếu mà không chia sẻ livestream được thì không được chốt đơn. Đó chạy, chị em mình thống nhất với nhau từ đầu là như thế nhá mọi người nhá. Ui, dã man. Kinh khủng khiếp, 69.000 một cái các chị ơi. Chị biết Vivan thì chưa chia sẻ, em sẽ không chốt đơn cho chị ơi. Em chỉ chốt đơn cho những chị nào chia sẻ livestream. Được chạy, tại vì Facebook nó đang bị mất tương tác nên mọi người cố gắng nhá. Này, em ơi, dã man, em thề. Nói chung là nó quá là đẹp, em còn thấy chị Nhật Kha. Nó quá là sang và quá là xịn sò các chị ạ. Trời đất ơi, đi đâu mà mua được những cái này. Chị ơi, inbox tin nhắn hộ em nhá. Chất quá đẹp. Chị nhận đơn cũ đi rồi, em mới chốt đơn mới nhá.
Bác nhận đơn cũ giúp em rồi em mới chốt đơn mới nhá chị nhá. Ôi, dã man. Kinh khủng khiếp nhá. Cơ hội ngàn năm có một, chậm tay là hết phần. Tờ trạng tối nay lên mã mới, giá vẫn là 109.000. Những cái mã này bên em không làm mã được, bên em mới tặng. Được chưa? Bên em mới tặng chiên cho các chị những cái mã như thế này. Chứ không bao giờ có những cái áo mà chỉ có 69.000 một cái, em đố ai đi đâu mua được. Cái giá này vừa bán vừa tặng vừa chiên hết nhá. Ok chưa? Bác nào cứ lên mã đúng cho em là có đơn. Mã số trên là sáng 2 nhá. 69.000 cứ có biểu tượng người chia sẻ live stream là bên em sẽ chốt. Ok chưa các chị? Nhìn chất này. Quá đẹp luôn ấy. Tranh thủ mua lên mỗi chị một cái nha các chị ơi, toàn mẫu mới mà. Tại vì nó lẻ mẫu quá nên là em mới bán tặng các chị luôn nhá. Theo chữ Fendi cho em này. Cả hình rồng này. Đây. Cả cái chữ Dior này. Quá đẹp, toàn hai lớp nhá, không bán một lớp. Ok chưa? Đây, dầm nổi cho em như thế này này. Đấy. Chị nào lấy xả 2 thì mình cứ chốt là xả 2 cho em nhớ ạ. Giá này chị áp dụng chị nào mà chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. Còn những chị nào mà không chia sẻ livestream xin phép là không chốt đơn. Ok chưa các chị ơi? Nhớ nha. Nhớ là không chia sẻ lá chi đâu, không chất đơn đâu nhé mọi người nha. Uồn thì còn em quá đẹp các chị ơi. Xả 2 và kèm số điện thoại cho em là được nhé. 69.000 qua mẫu cho các chị luôn này. Qua mẫu nha. Áo nỉ này, cái này là áo nỉ cho em nhé. Đấy. Các chị lên luôn cho em hay là xả 3 đi. Áo nỉ này. Còn độ tầm 5 cái em bán tặng kéo nỉ này cho các chị luôn. Em bán vừa tặng các chị 25.000. Xả 3 cho em nhá. Xả 3 và kèm số cho em. 60 cân đổ về cho em áo nỉ nhá. 25.000 đi. Mã số cho em là xả 3. Chị nào lấy xả 3 thì mình chốt xả 3 giùm em nhá. 29.000. À quên 25.000. 25.000 đấy chị ơi. Mã số cho em là xả 3 giúp em nhá. Áo nỉ nhá mọi người nhá, cấp đi. Chị nào lấy xả 3 thì mình cứ lên mã này cho là xả 3 giúp em nhá. 25.000 một cái áo nỉ này. Đầy đủ các màu như thế này. Em vừa bán vừa tặng các chị luôn đi. Nhớ ạ, em chỉ chốt ở những chị nào chia sẻ livestream. Còn những chị nào mà không chia sẻ livestream em xin phép không chốt đơn nhá. Hạ 25.000 này, hết luôn, có 5 cái. Đây, bây giờ là dơ mẫu hết nhá. Em không bó cái nào đâu. Các chị ưng thì các chị chốt này. Có 5 cái thôi nhá, mã số cho là xả 3 đi. 25.000. Cho chị áo len khác đi. Đây là một loại đúng không? Hay là khác nữa? Em cho chị cái nào cùng loại, ví dụ như áo cùng áo ấy. Áo cùng áo, chân váy cùng chân váy ấy. Đây lấy lên cái áo này bảo Thùy nó có cái áo quen Vân nó có cái là chưa? Không lên cái quần này đi, em bảo hỏi Vân đi. Đây, quần này đi. Nó bán tặng luôn đi. Quần này vẫn có size nhá. Size M, size L, size XL và size 2XL. Quần này thôi em xả vừa bán vừa tặng các chị quần này luôn. Xả 4 em đi. Quần này nhá, chất Umi. Xả 4 và kèm số em bán tặng cái quần này cho các chị 59.000. Chất Umi nhá. Mặc sướng rồi chứ ạ, chỗ khác đang bán hơn 100. Em bán các chị 59.000 cái quần này. Mã số trên là xả 4 nhá. 59.000 đầy đủ size đấy. S, M, L, XL. Size to nhất là các chị có dưới bao nhiêu cân? Mình có dưới là 60 cân đổ về cho em mã xả 4 nhá. Chất liệu của nó là chất Umi. Hàng này thì mặc quá là sướng luôn. Đấy, mình cứ lên đúng mã cho em, mã này là xả 4 giúp em là có đơn. Kèm size nhá, lưu ý là kèm size giúp em 59.000 cái quần này. Size to nhất là các chị dưới 60 cân cho em chất Umi 59.000. Nhớ ạ, có chia sẻ livestream mới chốt đơn nhá. Còn bác nào mà không chia sẻ livestream em xin phép là không chốt đơn được mã này. Được chưa ạ? Xả 4 em còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Em còn đúng 6 cái thôi, chị nào chốt nhanh thì mình chốt nhá. Chuẩn hàng Quảng Châu đẹp, quá là đẹp như thế này. Xả 4 giúp em đang trên kệ đang còn. Xả 4 giúp em nhá. 59.000. Trời ơi, rất đẹp các chị ơi. Không thể chê vào đâu được. 59.000 mã xả 4. Ai lấy xả 4 thì mình chốt xả 4 cho em nhá. 59.000. Quá đẹp đúng không? Xả 4 59.000. Trời. 40 cân đến 65 cân đổ về cho em này. Các chị lên luôn cho em mã này là tặng A1 đi. 59.000 áo len này. Tặng A1 và kèm số điện thoại cho em nhá. 59.000 em đọc mã xả được không? A1 cho em nhá. Tặng A1 giùm em 59.000. 40 cân đổ lên và 60-65 đưa chị em.
Tặng A1 giùm em nhá. 59.000 áo len này. Áo len Gucci đó chị ơi, nhìn chất hộ em này, 40 cân đến 65 cân. Chị nào lấy A1 thì mình có chốt là A1 giùm em nhá. 59.000 đồng một áo len này. 40 cân đổ lên và các chị dưới 60 65 cổ cho chị cái cúc ở đằng sau. 60 65 cân đổ về cho em nhá. 59.000. Có rồi. Chị nào lấy A1 thì mình cứ chốt là A1 cho em là có đơn nhá. Xinh nha các chị ơi. Chất quá đẹp các bác ơi. 59.000 đéo len Gucci này. Ê ơi cái chất của nó dã man. Chất đẹp nhá. Form tay lỡ cho em nhìn cái chất len hộ em này. 59.000 một cái, nó mềm và nó mát vô cùng nhá. Hàng chữ Gucci hàng đẹp như thế này mà chỉ có giá 59.000. Bác nào lấy A1 thì mình có chốt là tặng A1 cho em là có đơn nhá. 59.000 đồng. Form dáng dễ mặc. Ok chạm 40 cân và các chị dưới 60 65 cân đổ về cho em là có đơn. A1 giùm em nhá, 59.000. Áo này không còn ít. Rồi, từ 40 cân đổ lên và các chị có dưới độ tầm sang mã này cho em nhá, 55 56 cân đổ về cho em. Mã này các chị lên luôn cho em, mã này là A2. A2 cho em nhá. Đưa đưa cái màu xanh nhá. A2 màu hồng này, A2 màu vàng và A2 màu xanh. Không cần em, không có khi cũng được. Bác nào lấy A2 thì mình cứ chốt là A2 giùm em là có đơn nhá. Màu vàng này, A2 màu hồng, A2 màu xanh. Áo này em vừa bán em vừa kỷ niệm các chị luôn 45.000. 55 cân đổ về nhá. Chị nào lấy A2 màu nào mình chốt hộ em nhá. 45k sẽ có màu xanh này. Màu xanh, màu hồng, màu vàng. Form dưới 55 cân đổ về. 45.000 một áo. Chất của nó là chất đũi nhá. Chất rất là mềm. Mềm ơi là mềm như thế này luôn. Màu hồng cho em này. Màu xanh này. Màu vàng này, A2 và kèm túi điện thoại luôn giúp em. Với giá là 45.000 đó chị ơi, mướt chưa? Mặc lên form đẹp ơi là đẹp nhá. Chất siêu siêu đẹp. 45.000 một cái. Các bác cứ lên mã cho là A2 là có đơn. Cái giá này là giá gọi là giá cái giá xả kho rồi. Cái giá vừa bán vừa tặng các chị 45.000 một cái. 55 cân đổ về cho em nhá. Không ai bán cái này 45.000 đâu các chị ơi. Làm gì có cái áo nào mà 45.000 các chị đúng không? Làm ai có mà bán cái bộ này, à quên, cái áo này có 45.000 đồng. A2 và kèm số điện thoại luôn giúp em nhé. A2 màu vàng này, A2 màu xanh này, A2 màu hồng. Form này các chị từ 40 cân đổ lên cho em này. Mình đến độ tầm 55, 55 cân đổ với chơi là thoải mái nhá. Bác nào lấy A2 màu nào mình cứ chốt hộ em. Có vàng, có xanh, có hồng không biết. Bác nào lấy A2 màu nào mình cứ lên mã chơi là có đơn nhá. 55.000 đồng, à quên 45.000. 45.000 một kéo đẹp như thế này. Có hồng, có xanh, có vàng. Form dáng dễ mặc cực kỳ. Trời ơi, sơ vin các thứ đó chị ơi. Sơ vin cũng đẹp. Mà các chị mặc thả buông cho em cũng rất là đẹp luôn. 45.000 nhá. Lưu ý á, cái giá này chỉ chốt cho chị nào chia sẻ livestream thôi. Tất cả những cái mã hôm nay chỉ chốt cho ai chia sẻ livestream nhá mọi người. Còn những chị nào mà không chia sẻ livestream thì bên em sẽ không chốt được đâu. Được chưa? 45.000 một cái. Màu vàng, màu xanh, màu hồng. Form dáng 55 cân đổ về và tay của nó là tay boy chu như thế này này. Đấy cái này em còn ít nhá. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh. 45.000 một cái áo là vừa bán. Vừa bán vừa tặng vừa chiên các bác rồi. Ai bán cái áo này 45.000 bao giờ các chị ơi. Màu nào lên dáng cũng rất là đẹp. Mà chỉ có 45.000 đồng nhá. Đấy chị nào thích màu nào mình cứ chốt cho em màu đấy là có đơn. Ok chưa? Chất của nó siêu mềm, siêu mướt và siêu đẹp. Mặc với chân váy quần sóc đều rất là đẹp. Ví dụ như các chị mặc với những cái kiểu như thế nào cũng rất là xinh nhá mọi người nhá. Ê, cái áo đấy đang còn trên kệ em. Ờ, cái áo đấy cũng còn ạ. Cái áo chữ T cũng còn. Cái áo bò cũng còn, mấy cái áo kiểu đấy đang còn trên kệ hết đấy. A2 giúp em nhá, màu hồng này, màu xanh. Anh đi lấy cái áo bò hôm trước sale đi. Màu hồng cho em nhá. Màu xanh này, màu vàng này. Form này các chị cứ dưới 55 cân đổ về cho em. Đầu trạng 55 cân đổ về. Bác nào thích màu nào mình cứ lên mã cho là A2 nhá. A2 và kèm màu A2 và kèm màu giúp em là có đơn. 55.000 một chiếc áo như thế này. À quên, 45.000 chứ. 45.000 nhá mọi người. Mã này các chị lên luôn cho em, mã này là A2. 45.000. Trời ơi, nó quá là bèo các chị ơi. Chất rẻ. Áo thì chất đẹp mà giá thì quá là rẻ các chị ạ. 45.000 một cái. Bác nào lấy A2 thì mình cứ chốt hộ em là có đơn nhá. 45.000 nhá. Eo ơi, rẻ quá các chị ơi. Hết hồn. 45.000 cái áo này mua đâu được các chị? Mua ở đâu được cái áo này nhà em? Có mát nhá, tang mát xịn sò như thế này. 45.000, kinh khủng khiếp. Bác nào lấy A2 thì mình cứ chốt là A2 và kèm số điện thoại dùm em nhá. Có 45.000 một chiếc áo như thế này đấy mọi người ạ. Không thể tin được đúng không? Sơ vin các thứ cũng rất là xinh, màu nào cũng bánh bèo mà cute. 45.000 nhá. Ai lấy A2 thì mình cứ chốt dùm em là có đơn. Lên bộ em mặc này.
đồng tao có bơ chun này. Bộ này các chị 60 cân. 40 cân đến 60 cân đổ về cho em nhá. Cho em cái mác của cái bộ này đi cho các chị xem. Bộ này thì các chị đi đâu mà kiếm được, chỉ có nhà em có thôi. Bộ này sẽ có màu tím cho em nhá. Màu tím này. Ừ, phê quá. Mác dã man. 40 cân đến 65 cân cho em vẫn vừa. 40 cân đến 65 cho em vẫn vừa nhá mọi người nhá. Màu tím này. Màu kem. Và màu em đang mặc là màu xanh. Trời ơi, dã man. Bộ này các chị đây luôn, cho em bộ này là A3. Các chị từ 40 cân và dưới 65 cân cho em vẫn vừa nhá. Đây, hàng với chất lì như này các chị. A3 và kèm số điện thoại cho em bộ này. Trời ơi, bộ Quảng Châu nó phối một ít vải bò này. 40 cân và 65 cân cho em nhá. Bộ này bao giá và bao chất. Bên trong quần cho em nhá, một miếng lót nữa này. Chuẩn hàng Quảng Châu luôn, chỉ có hàng Quảng Châu mới may được như thế này. Bộ này có giá bao nhiêu tiền đây? Có 155.000 một bộ. Nguyên một bộ mà có 155.000. A3 dùm em nhá, A3 màu kem này. Và đằng sau có bo chun nữa chị ơi. 40 cân đến 60 cân, 65 cân cho em vẫn vừa. Chị nào béo mặc được bộ này luôn. Đi chơi cũng được, mặc ở nhà cũng được. Mà các chị mặc riêng áo cũng được, riêng quần cũng được nhá. A3 màu kem này, A3 màu tím này, A3 màu tím này và A3 màu xanh. Chị nào càng bé mặc cái bộ này càng xinh ấy, chị sơ vin được cho em. Những chị nào bé thì sơ vin cho em nhá, rất là xinh. Đấy, 155.000, bao hàng Quảng Châu, hàng cao cấp. Chỉ có mua tại nhà em mới có bộ này. Nếu mà mua chỗ khác không bao giờ có bộ này. Được chưa các chị ơi? Form dáng dễ mặc, bác nào lấy A3 mình cứ chốt giúp em màu nào xinh nhỉ. Cái kiểu của nó rất là fashion đấy các chị. Form dáng dễ mặc, nhìn chất này. Trời ơi, cái chất nó đẹp. Cái dáng các chị ơi, kinh khủng khiếp. Mà bao nhiêu? Có 155.000 một bộ thôi. Chất này. Ok, chị Thúy Quyên một cái màu, bộ màu kem này. Chị Tú Anh một bộ màu xanh này. Ok bác. Chị Hồng Diệp Trần một cái A2 màu xanh, màu vàng, màu hồng. Ok chị luôn. Chị Thị Hạ một cái bộ màu xanh. Ok bác luôn. Rồi, chị Anh Chi một bộ màu màu em đang mặc nhá. Chị Anh Chi ơi, chị lấy màu gì đấy? Đấy, bác nào lấy A3 thì mình cứ lên mã cho là A3. Chị Kim Thúy Trần một bộ. Ok chị luôn. Đấy, cứ lên mã cho là được. Bộ này em có tổng cộng là 170 bộ. Chia đều các màu nhá. Nên là các chị cứ chốt thoải mái cái bộ này. Có 155.000 một bộ thôi. Em nói thật là mình, thứ nhất là mình mua được hàng độc này. Thứ hai chất thì nó chất là quá là đẹp rồi. Đó chị đâu, mặc cái chất nó phải như thế này. Form dáng dễ mặc, đằng sau có bo chun cho em nhá. Có bo chun thoải mái này, cặp cao. Mình thích như nào là tùy, mình thích thảm vuông cho em cũng được. Đó chị thích sơ vin. Chị nào mà gầy gầy một tí thích sơ vin cho em cũng đẹp. Được chưa? Cái này là khóa luôn cho em nhá, 155.000 này. Có màu kem ấy, chị thấy màu kem của nó chưa? Đấy. Cứ lên mã cho là A3 giúp em nhá, màu kem nào. Màu kem nhá, màu tím này. Màu tím em nhá mọi người, màu tím này. Đấy, màu nào rất là xinh và cái này đặc biệt là hai lớp nhá mọi người. Bên trong chắc chắn là có một lớp lót cho em như thế này. Xa xịn mịn mà đẹp, chỉ có 155.000 một bộ. Đấy, các bác cứ lên đúng mã cho là A3 cho em là có đơn nhá. 155.000 đưa cái vải đấy cho chị luôn em. Cứ lên mã cho là A3 cho em là được, 155 nhá. Đầy đủ size. Lên cái áo bò này đi. Áo bò này là siêu rẻ, siêu bèo, siêu yêu thương cho các chị đây. Áo bò này mình lên luôn cho em mã này là A4 giùm em nhá. Áo bò này A4 giùm em là có đơn. 49.000 cái áo này đi. 55 cân đổ về cho em nhá, mã A4 cùng zip này. Có màu đậm và màu nhạt nhá. A4 và kèm màu cho em, có cả màu bò đậm và màu bò nhạt. Có size S và size M. Chị nào lấy size nào thì mình cứ chốt size đấy giùm em là có đơn nhá. A4 giùm em có màu đậm và màu nhạt. Với giá có 49.000 cái áo bò như này. Màu nhạt em nhiều hơn là màu đậm. Nên là các chị chốt màu nhạt thì đâm ra mình có hàng hơn đấy. Màu đậm chỉ còn đúng 2 cái. Được chưa? Bác nào lấy A4 thì mình chốt hộ em nhá. Mà cái bộ này các chị ví dụ như là mình mặc Tết cũng đẹp này các chị này. Mình đi chơi cũng đẹp, mình cà phê ấy, nó rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ cần đi một đôi dép bình thường thôi. Rất là xinh luôn. Được chưa? Sang màu áo bò này luôn cho em nhá. Mã A4 với giá là 49.000. Em có màu đậm và màu nhạt, có size S và size M và mỗi một cái áo sẽ nằm trong túi bóng như thế này. Ok chưa các chị? 49.000 dùm em nhá, mã A4. Có size S và size M đấy. Size S thì các chị dưới 52 và size M là mình dưới 54 cân. Có màu đậm và màu nhạt. Chị nào lấy A4 size như thế nào mình chốt cho em nhá. Đơn hôm qua bên em đang gọi chị ạ. Đây. Chất đẹp chưa? Nhìn cái form nhỉ. Ui, có 49.000 cái áo này quá xinh. Quá xinh, còn mẫu lông côn nào vứt lại đây chị em. Lông côn nào. A4 giùm em nhá. Bộ em mặc 155. Mã A3 đây, màu của nó đây. Chị nào lấy A4 thì cứ chốt giùm em luôn này.
Cái ni đang còn em này. Cái áo trên đang còn. Size em mặc là 155.000. Chị Yến Vi màu xanh nhạt, ok. Chị Hòa Mai một màu gì đấy chị? Chị nào lấy A4 thì mình lên A4 cho em nhé, 49.000 đồng. Sang xịn mịn và đẹp. Chị Thảo Trần một cái A4, chị Tú Anh một cái A4 em chốt đơn. Chị Mi Chen một cái này, ok. Các bác cứ lên mã cho em là được nhá, 49.000 thôi. Rồi chị Thảo Trần một cái luôn này. Chị Minh Nga một cái màu nhạt, ok. Để em kiểm tra xem được bao nhiêu chị rồi. Đấy chạm, 49.000 nhá, 49.000 một chiếc áo như thế này, mã A4. Chị nào lấy A4 thì mình cứ lên mã cho là A4 là được, 49.000 đồng. Sang xịn mịn và đẹp các chị ơi. A4 vào kèm số cho em nhé, 49.000. Đây, bộ này đang còn lân. Em xem những cái bộ nào em liếc. Bộ này đang còn nhiều này. Bộ này ở góc bên cùng này, góc bên cùng của kệ đầu tiên. Cái này bó hay đấy em. Đặt bầy rồi. Cái bộ này đang rồi xong mã này luôn cho em nhá. Sẽ em mặc lên rồi 155 mã A3. Có màu tím này, màu kem và màu em mặc. Chị nào lấy set em mặc bình là A3. Đây. Set này các chị lên luôn cho em, mã này là A5 hộ em nhá. A5 hộ em là có đơn này. Mỗi chị một set 50.000. A5 giùm em là có đơn nhá, 50.000. Lông côm. Mình thích mẫu nào mình chụp lại màn hình giúp em nhé. A5 50.000. Mình thích mẫu nào mình chụp lại giúp em nhé mọi người nhé. 50.000 mà A5. Bác nào lấy A5 thì cứ chốt là A5 giúp em ạ. Nhớ là chia sẻ livestream nhé mọi người nhé. 50.000 đồng. Mã số trên là A5. Đấy, cứ lên đúng mã trên là A5 giúp em là được. Rồi chị lấy một bộ thôi à. Bác nào lấy A5 thì chốt hộ em nhé. 50.000, may xả kho hết mà. Đây có tổng tầm 4 set như thế này thôi. Được chưa? A5 này. Bác nào lấy A5 thì mình chốt hộ em luôn nhá. Con này đang còn. Vân để đấy cho con Lân là đây bó đi. Em tìm những cái mã này trên kệ cho chị đi. Những cái mẫu này áo bọn em phải ghép quần với quần chứ, sao lại bó riêng. Cái này hết chưa mà. Cái này là cái bộ chứ gõng hết rồi. Nhưng mà đang còn một cái áo ở nó đâu. Rồi con bánh em xinh chưa? A6 luôn giúp em đi. 89.000. Size S thì các chị cứ 51-52 cân nhá. 89.000 mà A6. Chị nào lấy A6 thì mình chốt hộ em nhá. 89k 52 cân đổ về cho em nhá. Size S, có mỗi size S thôi. 89.000. Hàng Linh Muôn, hàng thiết kế của Linh Muôn đấy. Trễ vai anh được mà các chị bằng giá như nào cũng được. A6 giúp em nhá. 89.000 mà A6 xinh nhá. 52 cân đổ về cho em, 50-51 cân gì đấy. Đến độ tầm 52 cân nhá, tùy vào vòng eo. Có nhiều chị 52 cân vẫn vừa, nhưng có nhiều chị tầm 50 cân là mặc vừa rồi. Nói chung là tùy vòng eo của mọi người, được chưa ạ? Mã này các chị có lên mã này cho là A6 giúp em nhá. 89.000 một chiếc váy như thế này. Hàng này ra shop không dưới là 200.000 đâu ạ. Các chị ra shop mua thì rất là đắt, mà chỉ có như thế này thôi. Nói chung là chất chỉ có như thế này, chẳng qua là người ta là lượt hơn và người ta treo ở shop thì nó sẽ khác. Bộ em mặc là 155 nhá. Còn em dơ lên cho các chị cái này còn chưa là, tại vì còn có ít, được chưa? Form dáng dễ mặc nhá, 52 cân và đuôi cá này. Rất là xinh đó chị ơi, mặc cái này đi đám cưới, đám cưới rồi à. Đi tiệc tùng các thứ rất là đẹp, trẻ trung năng động. Rồi chị nào lấy A6 thì mình chốt hộ em nhá. Đình, không mất được đâu. Chị Yến Vi A6 này, chị Thu Thảo A6 này. Rồi chị nào lấy A6 thì mình cứ lên mã cho là A6 là được nhá. Lên vào đây góc cùng anh ấy đi em, để Vân nó phân thôi. A6 giúp em là có đơn nhá. 89.000 một chiếc váy như thế này. Form dáng đẹp, chất đẹp. Nói chung là chất này nó siêu đẹp các chị. Đó là dòng vải đũi mà. Cái này là vải đũi nên là yên tâm nhá. Đấy, bác nào lấy A6 thì mình cứ chốt là A6 vào kèm số giúp em nhá. 89.000 một váy thôi. 89 ngần. 49. A5 đấy, A5 là cái bộ đấy. Có em với chị Thùy Trang 50.000. Ôi áo này, áo LV này. Áo giấy. Áo giấy LV cho em nhá. Bộ bé mặc cho chị lấy đủ màu. Ok chị Thu Hồng bổ sung số cho em đi chị.
Bác Thu Hồng ơi comment bộ em mặc là A3 nhá. 65 cân nhá chị vẫn vừa bộ em đang mặc. Nói chung là thoải mái lắm. Đằng sau nó có bao chun form này. Em căng quần cho các chị xem. Được chưa? Form nó rất là to. Tại vì sao cái dáng này thì gầy cũng được, béo mặc được tại vì dáng thể thao mà. Đây là chị nào béo chị nào gầy vẫn mặc được cái dáng này nhá. Rồi, cái áo LV cho em áo phông giấy này. Chị Thu Hồng ơi bổ sung mã cho em là A3 nhá. Bộ em mặc là A3 đấy. Còn mã này các chị lên áo giấy cho em áo VIP luôn. LV này. Trời ơi dã man. 40 cân và 65 cân đổ về cho em nhá. Mã số cho em là A8. A8 giùm em nhá. A7 chứ. A7 thôi. 55.000 một chiếc áo như này, chiếc giấy. Chất của nó là thông hơi nhá. Hàng của nó là hàng thông hơi này. Hàng thông hơi xịn sò luôn. Đối chạm. Chị nào lấy A7 mình cứ chốt giùm em nhá. A7 giùm em, set em mặc 155 có màu tím, màu kem và màu xanh. Bác nào lấy A7 thì lên mã này kia là A7 cho em nhá. A7 giúp em nhá, 55.000 một áo phông. Phông này là hàng thông hơi, phông đẹp và có theo chữ ở đây. 40 cân đến 65 cân. Chị nào lấy A7 mình cứ chốt là A7 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Với giá là 55.000. Cái này là hàng giấy, hàng đẹp đấy. Thông hơi luôn. 40 cân và các chị dưới 65 cân đổ về cho em nhá, thoải mái. Thông hơi thì các chị biết rồi mà nó rất là mát. Chất của nó là dòng chất in 3D nữa. Được chưa? Bác nào lấy A7 mình chốt A7 giùm em nhá, 55.000. Form đẹp, chất đẹp. Form dáng dễ mà. Cho chị một cái mã lông côm khác em. Cái kia là áo này nè. Ok chị Nguyễn Như Phượng hai cái nè. Chị nào lấy A7 thì mình chốt A7 giùm em nhá. Set em mặc 155. Mã số là A3. Chị Duyên lấy A7 ok bác. Chị Thu Hồng A3 đủ màu ok chị luôn. A7 giùm em nhá, 55.000. 55.000 một cái áo form như thế này. Khoác à? Set không? Set này trên kệ đang còn. Cái này là gì đây? Bộ sao lại có chung với áo lần. Có riêng áo là áo bộ ra bộ cho em. Có tẩm nham đi. Mấy cái áo này trên kệ đang còn này. Trên kệ đang còn hết mà. Váy này cho em nhá. Mã số trên là A9 này. A9 giúp em toàn cái váy xinh thôi. Nhưng mà nó là lôm côm nha. Các chị ơi chụp lại màn hình giúp em nhá. A9 á, chụp lại màn hình giúp em. Em bán tặng váy lôm côm cho các chị nhá. Vừa bán mỗi chị một cái váy này 75.000 mã A9. Chụp lại màn hình giúp em nhá. Đang còn. Còn màu kem. Còn màu kem với màu hồng. A9 giùm em nhá. Quên mã này là A8 đi. A8 75.000. Lấy bỏ cái cốc trà sữa ở đấy. Rồi chị đi lấy cho. A8 giùm em nhá. 75.000 đồng một váy này. Chụp lại màn hình giúp em nhá. Có nhiều mẫu như này. Lôm côm. Cái này là lôm côm nhá. 75.000 một chiếc váy. Trời ơi xinh chưa. Xinh dã man cho các chị. 75.000. Em không có lên mã nên em lên mã như này. Tôi chưa nhìn váy này. Toàn những cái váy xinh như thế này thôi. 75.000 nhá. À áo ngực lá liễu em vẫn đang còn. Chị nào lấy A8 thì mình cứ chốt hộ em. Xinh chưa? Váy ni đang còn mà bọn em phải cho vào bỏ lông côm. A8 giùm em nhá. 75.000. 75.000 một cái váy như thế này. Xinh nhá các chị. Đấy chụp lại màn hình giúp em nhá. Chụp lại màn hình các chị ơi. Chụp lại màn hình nhá. Chụp lại màn hình giúp em. Để bên em còn kiểm tra cho các chị nha. 75.000 một cái đi. Mã số cho em là A7. Sang xịn mịn và đẹp này. À cái này là phải A8 đúng không? A8 quên A8. Anh đổ thêm đi. Đổ thêm lên đây để phân luôn đi. Cái sọt nữa. Cho nó xong. Chị nào lấy A8 màu nào mình chốt nhá. Chụp lại màn hình giúp em. Này. Thôi đây. Thích nhẹ thế. 8 váy lôm côm đấy. À, thích váy trắng thì comment là váy trắng. Thích váy kem thì bình luận là váy kem. Mình thích váy gì mình chốt váy đấy. Có sai đấy. Tại vì nó lông côm nó một vài mẫu ấy các chị. Nên là em cứ lên mã chung. Cứ lên mã chung em phơi ra. Ra ngoài nắng đấy. Cứ lên mã chung như này nhá. Để cho mình dễ chốt. Cái này có mút ngực này. Mình thích hoa thì mình chốt hoa.
mà mình thích cái váy hồng thì mình chốt váy hồng. Đấy, các bác cứ lên cho em là A8. Nó chỉ có những cái mẫu này thôi. Có nghĩa em bóc hết cho mọi người rồi, mọi người chọn cho dễ nhá, không phải là bóc một mẫu đẹp rồi những mẫu khác là xấu không có. Cái này có nghĩa là mình chụp lại màn hình đi mọi người. Các bác chụp lại màn hình nhá. A8 giúp em chụp lại màn hình này. Đợt trước đằng sau có cồn nơ này, rất là xinh như thế này mà 75.000. Đáng nhẽ ra em bán từng cái em phải bán là 90.000, nhưng mà thôi em cứ gộp một mã chung. Đấy, các chị chụp lại màn hình, ví dụ như mình comment đây là váy tơ chẳng hạn. Đây là váy nu 2 dây này. Đây là một cái váy trắng có tay chẳng hạn. Đấy, các chị bình luận như thế rất là dễ. Đây là một cái váy trắng có mút ngực chẳng hạn. Đấy, váy hồng thô này. Đó, các bác cứ lên mã cho là A8 giúp em là có đơn. Em vừa bán vừa tặng các chị với giá là 75.000 một cái váy. Ok chưa ạ? A8 giúp em nhá, 75k. Chị Thu Hàng ơi, chị mua xỉ hay là mua lẻ đây mà chị bảo lấy hết? Nhiều lắm, em đang còn nhiều, không thể hết được. Nhiều váy lôm côm, đấy là chưa tìm hết thôi. Chưa tìm hết ở chỗ đâu nó có thôi các chị ơi. Nhiều lắm, không thể hết được. Rồi, áo này có bao nhiêu? 59.000. Mã số trên là A9 này. Áo len mông tơ ghi mà 59.000 đồng trời. A9 màu đỏ này, A9 màu xanh. Bác nào lấy A9 thì mình chốt A9 luôn giúp em nhá. A9 và kèm số điện thoại luôn giúp em. Trời ơi các chị ơi. À em xem còn chỗ nào còn váy lôm côm nữa không? Bạn Lân xem giúp chị còn chỗ nào còn váy lôm côm mang hết đây. Váy lôm côm hôm phân 1.800 hàng đấy. Xem để ở chỗ đâu rồi. Chất liệu của nó là len mông tơ ghi nhá. Bộ em mặc 155. Mã số là A3, có màu tím màu kem. A9 chất liệu của nó là len mông tơ ghi. Em bán tặng các chị với giá là 59.000. Xét phía sau là 155 nhá chị. Còn mình lên đúng mã này cho là A9 giúp em. A9 màu xanh này. A9 màu xanh và A9 màu đỏ. 40 cân đến các chị dưới bao nhiêu cân? Cái này mình có dưới là 55. 55 thậm chí là 58 cân. Nói chung là áo len mà các chị thấy chị lấy xỉ thì cọc giúp em nhá. Cọc 1 triệu vào số tài khoản ngân hàng giúp em ạ. Không cọc bên em không chốt đơn xỉ được đâu ạ. Cứ lên mã này cho là A9 giúp em là được nhá. A9 màu đỏ này. A9 màu xanh với giá là 59.000 nhá. Có theo logo để đủ cho em như thế này. 59.000 một áo, chất liệu len mông tơ ghi. Bác nào lấy A9 thì trước là A9 giúp em nhé. Cứ lên mã cho em là A9 là được. Áo này em xinh nhá. Áo này rất là yêu các chị ơi. Áo này em bán tặng các chị mã A10 đi. Áo này bán tặng chiên nhá. 54 cân đổ về cho em mã A10 này. Em bán tặng áo này cho các chị có 50.000 thôi. A10 và kèm số điện thoại cho em xinh cho 50.000 nhá. Trời ơi, mặc cái này với quần sóc cũng đẹp. Form dưới 54 cân đổ về cho em nhá. Chất này. Quá đẹp đấy. Đây, hôm nay như thế này dơ cận cảnh rồi các chị ơi. Sờ cảm nhận chưa ạ? 50.000 mã A10. Chị nào lấy A10 thì mình chốt hộ em nhá. 50.000 đồng. Một áo kiểu đẹp như thế này mà chỉ giá 50.000. Tay của nó là tay bo chun nhá. Form các chị từ dưới 54 cân đổ về cho em màu xanh nữa. Cái màu xanh kiểu màu xanh ngọc ấy. Không phải màu xanh chuối hẳn đâu. Cái màu xanh nó rất là lạ luôn. Mã A10 dùm em là có đơn nhá. 50.000 thôi ạ. 50.000 một cái áo kiểu đẹp như thế này. Mà nhà em là hàng tàu nhá các chị ơi, không phải hàng may đâu. Các chị nhìn giúp em nhá. Mình nhìn cái mác này là mình biết hàng nó là hàng gì rồi. Cứ lên mã này cho là A10 dùm em là có đơn. Nhưng mà mấy cái mã mà lông công chiên thì anh lên mã của gì. A10 dùm em là có đơn nhá mọi người nhá. À, được nhá chị ơi, bên em đang gọi điện đấy nên là chưa có bạn nào check tin nhắn cả. Chị nào lấy A10 thì mình chốt rồi em có 50.000 thôi các chị ơi, 50.000 một chiếc áo kiểu như thế này. Bác nào lấy A10 thì mình cứ lên mã là A10 cho em nhá, 50k. Form dáng đẹp, dễ mặc, 52 cân đổ về vô tư. Đây các chị ơi, 50.000 đồng nhá. Em vừa bán em vừa tặng các chị mã này đấy. Ok chị Thoa tăng A10 này. Chị Thủy Trang A10, ok bác. Chị nào lấy A10 mình cứ chốt là A10 dùm em là có đơn nhá. Rồi, với giá là 50.000. Chị ơi không nhá, chị cứ cọc giúp em đi ạ. Chị Đức Dung một cái A10. Chị Đăng An một cái A10, em bị nhiều lần rồi mình cố cọc thì mình rất thoải mái. Rồi chị Thái Thu Thảo một cái nữa này, 50.000 chị bắt Bích Ngọc một cái. Ok. Cọc thì bao nhiêu cũng có. Đấy, chị sẽ cọc thì bao nhiêu hàng cũng có, như thế nào cũng được. Em cái gì hàng. Ạ. A10 giúp em nhá, 50.000. Ai lấy A10 thì mình cứ lên mã cho là A10 là được. Đúng rồi, A8 mình cứ comment giống chị là được. 50.000 nhá. Mã A10. Set này em rất là xinh. Set này em còn 5 set em mà tặng cho chị set này luôn. Set Chanel hàng đắt này. Ui. Set Chanel hàng đắt của em. Set này có chị dưới 55 cân đổ về cho em. A11 giúp em set này em bán tặng cho chị set này luôn.
Em bán tặng cho chị set này 79.000, mã A11. Chị nào lấy A11 thì mình chốt hộ em nhá. Kèm theo táp này. 79.000 đồng. Bác nào lấy A11 thì mình chốt hộ em nhá. 79.000. Quá xinh ấy. Trời ơi, có quần bò luôn đó chị ơi, nhanh tay nhanh tay. A11 giùm em là có đơn nhá. Quá xinh đó chị ơi, 79.000 lại tụt rồi. Máy hôm nay nó bị sao ấy nhỉ? Cố gắng nhá mọi người nhá, chia sẻ livestream giúp em nhá. 79.000 mã A11. Bác nào lấy 11 thì mình cứ chốt là 11 luôn giúp em là có đơn nhá. Rồi. Chị Thoa tăng một set này. Chị nào lấy 11 mình cứ lên mã cho là 11 cho em nhá. 79.000. Có 2, có 3 set. 79.000 mã A11. Bác nào lấy A11 thì chốt hộ em luôn nhá. 79.000. Lên tiếp tục cho các chị một mã này tặng luôn. Màu vàng lên xung quanh màu vàng ở dưới kệ cái này còn nghe. Màu vàng cái áo sốt sốt này. Hỏi cái Vân xem cái áo sốt sốt màu vàng đây. Rồi. Cho kiểm hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Ui xinh nha các chị. Biết tìm thôi chứ ai biết. Bất phúc đấy là người có biết chứ. Rồi các chị ơi. Rồi. Mình lên luôn cho em là A12 giúp em nhá. 50.000 áo này luôn. A12 và kèm số điện thoại giúp em 50.000. Cái này thì các chị dưới 52. 52 cân đổi về cho em nhá. Mã số cho em là A12. Chị nào lấy A12 thì mình chốt hộ em nhá. 50.000 đồng. 50.000 áo này. Vừa bán vừa tặng vừa chia áo này còn không em? Thấy các chị lên màu này. A12 giúp em nhá. 50.000. Trời ơi 54 cân đổ về các chị ơi. Áo này mà bán 50.000 đồng. A12 giúp em nhá, bán tặng thôi. Cái mã này là em bán tặng các chị xinh nhở. Em ơi cái màu vàng của nó này yêu chưa. Màu vàng nhá, cái kiểu màu vàng và cái vải của nó trời ơi. Cái vải này biết nói làm sao các chị vì nó quá là đẹp. 50.000 đồng nhá, chất đẹp trời ạ. A12, chị nào lấy A12 có lên váy đợi em một tí. Lên đầy đủ hết tất cả các mẫu luôn nhá. Em ơi cho chị cái bận lên. Cho chị cái váy ở chỗ bên cạnh cái khoác đắt ra đi. A12 giúp em nhá, 50.000. Không biết là còn nhiều không? Để em xem có còn nhiều không? Mới chốt được các chị được mã này. Không để hết hàng ấy. Thật sự luôn mã này là tri ân rồi mà. 50.000 là giá tri ân rồi đấy. Bái ba lại đây cho chị luôn. Cái giá tri ân là 50.000 là giá gọi là vừa bán vừa tặng khóa đằng sau nhá. Cái này là khóa đằng sau cho em này. Trời ơi xinh chưa? 50.000 nhá. Mã A12. Bác nào lấy 12 thì mình mới chốt hộ em. Form đẹp, chất đẹp. Cái đấy đem mày đây để tặng đi em. Cái này là đem mày đây tặng. Chị nào lấy A12 thì mình chốt hộ em nhá. Hết à? Hết A12 đi em. Thế là em hết A12 rồi đấy. Má tặng đi các chị ơi. Má này em tặng cho chị luôn nhá. A13 em tặng mọi người luôn cái váy này. A13 đi. Em tặng nhá. Tặng luôn cho các chị A13 này. A13 là má tặng. Chị nào lấy A13 thì mình chốt hộ em nhá. A13 nhá. A13 tặng cho các chị luôn. Đây là cả những cái váy đó, tặng luôn A13 đi. A13. Ui dã man. Eo. Đẹp nhờ. Bao nhiêu tiền đây? Có 89.000. A14. A14 89.000 size M 54 cân đổ về cho em. 79.000 A14 em nhá. 89.000. Có màu vàng, có màu xanh. Đẹp. Chị ơi, ai cứ vứt rồi người ta không nhớ, cứ bị đòi. A14 nữa chị ơi. Có size S và size M. Trời ơi, đẹp. 89.000 cho em, xinh nhở. Có xanh và có vàng nhá. Mã A14 à, set em mặc 155 ạ. Mã A3 có màu tím, màu kem à. Tao mới để ở mặc. Em bên đây. Đây với màu vàng đây cho chị, em đủ màu lên đây. A14 giúp em nhá. 89.000 chiếc váy này. 89.000 mà A14 nhá chị ơi. Có size xanh thì có size S và size M. Vàng cũng có size S và size M. Size S các chị dưới 50-51. Size M thì các chị dưới 53-54 cân đổi với cho em nhá. Mã A14 này. Dã man chưa? Em có ít thôi. Thế là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn giúp em nhá. A14 giúp em là có đơn 89.000 một chiếc váy đẹp như thế này. Được chưa? Chị nào lấy A14 thì mình chốt hộ em nhá. 89.000. 89.000 nhá. Mã A14.
Bác nào lấy 14.000 thì chốt hộ em luôn nhá. 89.000, 89.000 một cái. Bộ em mặc có màu tím này. Bộ em mặc có màu tím nha các chị. Có màu tím này. Có màu kem. Bộ em mặc có màu tím và có màu kem. Và có màu xanh. Chị nào lấy bộ em mặc bình thường là A3 nhá. Bộ em mặc là A3. Vâng. Ồ, cái mã này cho bạn nhà đi. Áo đấy. Thôi, cái màu xanh lên được, còn màu cam cho lên, chúng nhận lên. Áo khoác này Alonso đi. Áo khoác này các chị lên luôn, cho em mã này là A15 nhá. Cái này có, mã này có 4 cái. Một cái khoác dạ lông này. Một cái khoác xù này. Một cái khoác xù như thế này. A15 em có 4 cái. A15 em bán tặng các chị cái này luôn. Em bán chiên các chị mã này đi, 79.000 đi. A15 và kèm số điện thoại luôn giúp em nhá, 79.000 đồng. A15, hai cái màu vàng đang còn em. Bác nào lấy A15, những cái mã nào không còn em cột lại. 79.000 đồng. Có 4 sản phẩm nhá. Có hai cái phác len, một cái áo dạ và một cái áo kaki trần bông. Chị nào lấy A15 thì mình chốt A15 luôn giúp em. 79.000 nhá. 79.000 mã A15, ok chưa? Đây này. Cái này có 4 sản phẩm thôi. Mã này có 4 sản phẩm giúp em nhá. 79.000 mã A15 nhá. Chị nào lấy A15 thì mình chốt cho em. Cái này có đúng là có 4 sản phẩm. Em có dơ hết cho mọi người rồi. Được chưa? Đấy, bác nào lấy A15 thì mình chốt cho em. Mình có thể là lấy khoác caro. Có thể là lấy khoác xanh như thế này. Em có 4 sản phẩm nhá. Đây là chị nào lấy A15 thì mình cứ chốt là A15 giúp em. Với giá là 79.000 nhá. Cả cái kaki trần bông dày ơi là dày như thế này. Ok chưa? Cả cái kaki trần bông dày như này nhá, 79.000, mã 15. Máy này còn 2 cái à em? Chân chạy còn không? Cái này là A15. Sao em? A14. A13. Ai biết? Không biết. Rồi. A16 giúp em còn 2 cái xe S này. Có 2 cái nhá, mã A16. 85.000. Thì nào lấy A16 thì mình chốt hộ em nhá, 85.000 53 cân đổ về. A16 nhá, 85.000. Xe em mặc là mã A3. Chị nào lấy A16 thì mình chốt hộ em nhá, 85.000. 85.000 có mút ngực luôn. Đấy, chị nào lấy A16 thì mình chốt hộ em nhá, có mút ngực đầy đủ luôn này, 85.000. 85.000 mã A16. Cái này thì các chị cứ 53 cân nhá. 53 cân đổ về cho em có mút ngực. Ai lấy A16 thì mình chốt dùm em này, 85.000. Ok chị Mỹ Sơ này. Chị nào lấy 16 thì chốt hộ em nhá. Đổ hết không em? Đổ hết cả cái bọc này xuống. Phong này có ít. Phong này bán tặng các chị 25.000 đi. Mã số là A17. A17 em có 5 cái nhá, có 5 cái một cái màu hồng này. A17 nhá, 25.000. Chị nào lấy A17 thì cứ lên mã cho là được nhá. Màu xanh nữa này. Em giơ hết cho các chị đây. Giơ hết cho mọi người ngắm nghía nhá. 25.000 một cái đi. Đây hết cả thứ hai cái phòng màu trắng là hết. Chị nào lấy A17 mình chốt hộ em nhá, 25.000. Ok chưa? Có đúng 5 cái thôi. Cái này em có giơ hết cho mọi người đấy, không phải thắc mắc nhá. Nhớ chụp lại màn hình nhá mọi người. Các chị ơi chụp lại màn hình nha. Mình thích màu nào mình chốt nha. 25.000 em có mấy cái thôi, không có nhiều, có 5 cái chốt đơn là 5 chị là hết. A17 25.000. A17 nhá, 25.000 đồng. À cái mã này chị đang còn. A14 là wow, A14 là cái váy xanh đúng không? Chưa, váy này là A16 này, lơ móng lâu. A15, A16, A17 là cái phông đi. Chậm ơi là chậm đi. Có cả dài tay đi. A17 em có cả dài tay cho nó đủ cho các chị chốt nhá. Không lấy ít quá. Đây, có cả dài tay như thế này này. Nói chung quy là nó là phông như thế. Có cả màu đen nữa. Được chưa? Bán tặng các chị với giá là 25.000 nhá. A17 này có những cái phông như này. Nó lôm côm quá các chị, có những cái ao nhỉ như này nữa. Được chưa?
em bán tặng các chị với giá là 25.000 A17 nhá. Lên mã là A17 là được 25.000. Ôi giời, áo này lên nốt đi. Cái màu này thì chưa lên này. A15. A15 là cái đấy, 79.000. A16 là cái váy xanh hoa cúc. A17 là cái ni. Ờ, có cái cọc đấy nữa. Đấy, cùng. Đấy. Ta bán là 18 đâu. Bông du à? Cái này là bộ cũ này. Thì gồm chung cả hai mã. Quá trang. Lời như này đổi việc luôn. Bán trong cùng đấy luôn cho gọn đi. A18 giúp em là mã này nhá. 50.000. Cái này thì các chị dưới 53 cân đổ về cho em, 53 54 cân tùy chiều cao. Chị nào lấy A18 thì mình chốt cho em nhá, 50.000. 50.000 mã A18 này. Màu cam á, lúc nãy có lên màu xanh với màu lúc nãy có lên màu xanh với màu vàng, còn bây giờ là lên màu cam cam cho các chị này. Màu cam nhẹ nhá, không phải màu cam quá là sắc đâu. Nguyên màu 19. A18 90 119. A18 nhá. Bác nào lấy A18 thì mình chốt cho em 50.000 này. Phòng chắc các chị ơi, nhìn cái khuy của nó này. Nhìn cái khuy đẹp nhỉ. 50.000 một chiếc áo như này. Chất của nó thì siêu đẹp nha các bác. Chị nào lấy A18 thì mình chốt là A18 giùm em. 50.000 một cái. Và các chị dưới 52 52 hoặc 53 cân tùy chiều cao của mọi người nhá. Đấy, chị nào thích màu màu này thì mình chốt cho là A18 50.000. A18 nhá, 50k. Tối lên mã cho là A18 thôi là được 50.000. 50.000 là A18. Đây, bước xuống đây là đây là cái gì đây mấy đứa ơi. Set xanh này có mấy set em? Đây, set phía sau là bộ em đang mặc, mã A3. Có màu tím, màu kem và màu xanh. Set này này em tặng. Set này này các chị lên luôn cho em là A19. Chị nào có đơn thì sẽ được tặng cái set này. Set này em có 3 set nhá. A19. Đây ơ, cái túi bóng đen em bỏ túi bóng đen đấy phân sau. Hoặc đưa vứt lại đây chị tặng cũng được. Đưa kéo thổ cẩm xanh đây. 79.000. A19 giùm em nhá. Bộ em mặc 155. Chị nào lấy A19 thì mình chốt A19 giùm em và có đơn nhá. Bác nào có đơn thì bên em sẽ tặng các chị set này. Với giá là 0 đồng. 0 đồng luôn mà A19 này. Có 3 set. Nhớ là chị nào có đơn nhá, bên em mới tặng nhá. Còn bên em sẽ không tặng đâu. Không có đơn sẽ không tặng đâu. 85. Lên áo này luôn cho em. Áo len này. Chiên cho các chị đi. Lên này phụ anh em. Để cái phần nó phân cho. A20 đi. Em tặng các chị em không lấy tiền. A20 là mã tặng luôn. A20 mã chiên nhá. Không lấy tiền mã này mã A20. Đấy, em bảo góp với anh. A20 em không lấy tiền các chị đâu. Chị nào cứ lên mã cho là có đơn. Và nhớ lấy thêm một sản phẩm để nhanh đi đơn nhá. Nếu mà có một cái em sẽ không chốt đơn các chị được đâu. A20 50.000 nhá. Chị nào lấy A20 thì mình chốt cho em. Có độ tầm 10-15 cái ở đây thôi, em không lấy tiền. Có nghĩa là chị nào có đơn quần áo thì bên em sẽ kèm luôn một kéo len này cho các chị. Kèm luôn một kéo len thổ cẩm đến cho mọi người nhá. Em không lấy tiền của các chị mã này. Cứ lên đúng mã cho là A20. Và nhớ là có hiện lên người chia sẻ nhá. Có hiện lên người chia sẻ livestream mọi người nha thì mới được chốt đơn cái mã này. Vừa bán vừa tặng các chị với giá là 0 đồng. Cứ lên mã cho là A20 cho là có đơn có từng chỗ đây. Nói ra em có được tầm 20 cái em bán tặng các chị luôn. Coi như là quà nhé mọi người nhá, quà ra mắt được chưa? Đấy, chị nào lấy A20 mình vừa chốt là A20 dùm em. Cứ lên đúng mã là có đơn nhá. Tại vì em có nhiều không phải có ít đâu. Ui con bánh này. Quá. Ui. Con váy đó chị ơi. Xinh dã man luôn. Có size S và size M. Váy này các chị ông mua là chiếc hùi hùi. Size S và size M cho em này. Size S là các chị dưới 52, size M mình dưới 55 cân cho em. A21 các chị 89.000. Xinh chưa? Xinh nhức nách luôn. Cho chị cái móc gỗ bên cạnh tay em. 25.000. A22
21 dùm em. Trời đất ơi, 89.000 cái váy này. Ôi, xinh chưa ạ? Set em mặc 155 nhá. Set đằng sau cũng là set em đang mặc đây. Trời ơi, cái này còn chưa là đấy các chị ơi, chất này. Em ơi, bên trong này đã man chưa? Hai size S và size M cho em nhá. Váy này đi đám cưới, đám tiệc các chị rất là xinh các chị. Một bao nhiêu? 89.000 đồng một cái váy này. Ok chưa? Chị nào lấy A21 thì mình chốt cho em nhá. 89.000 đấy, tài nhờ. Cái này đâu có phải mà cũng bó vào dồn thật. Vẫn là váy cổ bèo vuông. Thế mới kinh chứ. Toàn những thánh rồi. A21 dùm em nhá. Thôi, tôi không chấp nhận lời cải hộ của bà. Rồi đấy, rồi ra bảo chị Anh. Đây không phải là chị không biết mở ra mà xem. Vân Vân một cái, chị Toàn Đặng một cái, chị Dung Thủy một cái, chị Kiều Nguyễn. Ok, chị Nguyễn Như Phượng. A21 dùm em nhá. Set em mặc 155 mã A3. Và mình có lên váy này là A21 ạ. 89.000. Nhận hàng cứ mở ra kiểm tra hàng thoải mái cho em, không vấn đề gì hết. Xinh nhỏ ấy chị nhỏ. Cái phần bèo của nó dập đi rồi này. Xinh rất là xinh luôn cái váy này luôn cho em mà có 89.000 thôi. Chất đẹp, form đẹp, dáng đẹp. Bác nào lấy A21 thì mình cứ lên mã cho là A21 là được nhá. 89.000 đồng. Sang xịn mịn và đẹp các chị ơi. Xinh nhỏ cái dáng váy của nó này. Eo ơi, cung dã man luôn mà có 89.000 một váy. Đấy, cứ lên mã cho là A21 cho em là được nhá. 89k. Chất đẹp thôi rồi đấy chị ơi. Chất quá là đẹp luôn đấy. S và M nhá. Rồi chị Nguyễn Vinh 21 này. Rồi chị nào lấy 21 thì mình vô chất là 21 cho em nhá. 89.000. Ê, là bán đâu? Baggy này em có ít này. Em chỉ la được tầm 10 phút nữa thôi nhá. Cái này các chị lên luôn cho em hay là A22. Đẹp quá các chị ơi. Em bán tặng cái kaki này cho các chị luôn nhá. Nó chưa là nên nó hơi. Hả? Không biết. Cái này dán tem, dán mã chưa đây. Chưa có tem, có mã này. Kaki này hôm nay em chiên các chị luôn đi. A22 nhá. 120 đi. A22 dùm em, 60 cân đổ về. Kaki nhá, 120 có kèm đai này. Chị nào lấy A22 thì mình chốt hộ em nhá, 120.000. Cái này còn chưa là lừa đâu. Hình như A19 cũng là mã tặng ấy. Đây này. Tặng. A20 là cái áo xanh thổ cẩm, được chưa? A22 này. Ok, bác Nguyễn Minh hai cái này. A22 120 này. Set em mặc 155 là set em đang mặc đây. Set đằng sau là mặc 155 đấy. Cô em có 4 cái em không mặc lên nhá. Chị nào lấy A22 thì mình chốt cho em thôi. 120.000 cái kaki này là đi đâu có rồi. Không có đâu. Kaki của nó không phải là chất kaki thô mà nó là kaki mềm. Kaki này là hàng kaki mềm mà có trần lót ở bên trong nhá. Được chưa? 120.000 đó chị, để mix đồ mình mặc với áo váy lên á, quá là xinh luôn. 120 nhá. Mã số sẽ là A22. Cái váy len này của mình này, không có màu khác chị ạ. Ôi quá đẹp luôn đấy chị ơi. Có 99.000 cái váy này. 40 cân đổ lên và 65 cân đổ về. A23 giúp em nhá. 99.000 A23. 40 cân đổ lên và 60 cân đổ về. A23 dùm em nhá, 99.000. Chị nào lấy A23 thì chốt hộ em luôn này. Len của nó chị nhìn thấy mê chưa? Có 99.000 đồng mã này thôi. Bên em đang gọi điện chốt đơn từ hôm qua đấy chị. A23 dùm em nhá. Chất này 99.000. 40 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Dáng mặc qua đầu gối. Chị nào lấy A23 thì chốt luôn nhá. Váy len năm nay ít khi có. Năm nay ít khi có váy len lắm các chị ơi, chắc chắn là ít cực kỳ. Riêng năm nay thì ít váy len lắm nhá mọi người nha. Đây, chất len này. Sợ cho các chị xem cận cảnh như thế này còn chê vào đâu nữa đó các chị ơi. Chẳng qua là bây giờ nó nắng thôi, chắc chắn nhưng mà sau nó sẽ lạnh, te tái các chị.
99 một cái váy len như thế này nhá, chất len này. Sờ chất hộ em xem ấy chị ơi, có yêu được không? 99.000 mà A23 nhá. Chị nào lấy 23 mình có chốt giùm em, hàng này là free size. Váy thì chỉ có free size 40 cân và 65 cân đổ với cái răng váy dáng dài. Được chưa? Bên em có xỉ nhá, xỉ còn một triệu nhắn trên like 30 cái là được tính nhá xỉ rồi. Đấy, chị nào lấy A23 thì mình chốt hộ em nhá, 99.000. Quá rẻ các chị ơi. Nó là màu bò nữa, cái màu nó dễ mặc cực kỳ. Tôn da mà dễ mặc luôn. Đấy, chị nào lấy A23 thì mình chốt hộ em nhá, 99.000. 99.000 giùm em nhá. A23 99.000, còn mã nào logo không em? Set len đấy nhà mình đang còn nhiều nha. Em áo khoác len đi anh ơi, áo khoác mát lại đây đi. Đấy, chỗ cái caparo ấy. Rồi, chị Đinh Thanh 23, chị Phan Trang 23. Ok bác, váy len cho em nhé, chị Trấn Ngân. Chị mới Trấn Ngân mã 23. Lên siêu cấp đi. Lên siêu cấp cho các chị đi. Lên siêu cấp đi nhá. Lên siêu cấp cho nó máu này. Quá trời đẹp. Đây. Quá trời ơi, cái gọi lên siêu cấp. Đặt bao nhiêu lần có gọi điện chốt đơn đâu, chị có nghe máy không ạ? Rất nhiều chị không nghe máy, cứ lên bảo nhà em là không gọi điện chốt đơn. Đặt những cái mã mà nó ít á, rồi thì không gọi được, còn gì có hàng đâu. Các chị cứ đặt những cái mã này xem có còn hàng không. Quá nhiều hàng ấy, thật sự luôn đấy chị. Ô, có cao cấp này, ôi nhìn cái chất này. À, mã bao nhiêu nhỉ? Mã này các chị ấy chị 40 cân đến 65 cân, có khi là phải mua cái móc trong ấy. Cái móc này nhìn cái áo nó thô lắm. 40 cân đến 65 cân, 120. Đây, mã này xong mã bao nhiêu nhỉ? A24 đúng không? A24 giúp em nhé mọi người nhé, 239.000 hàng cao cấp. Chị nào lấy A24 thì mình chốt A24 giùm em nhé. Các chị cứ kiểm tra lại đi ạ. Nhiều chị lúc nào cũng bảo là không có cuộc quả nhỡ, nhưng mà yên tâm nha các chị, chắc chắn bên em sẽ gọi. Bên em gọi cho mọi người chứ không phải là không gọi đâu. Chỉ có ăn với chốt đơn làm sao không gọi được. 30 cái là bên em được tính nhất xỉ nhá, lôm cô mở được. Đây, A24 giùm em, 239.000. 40 cân đến 65 cân đều bao vừa. Được chưa? Áo len lá. À, áo len tay là liễu bên con. Bên em còn nhá chị ơi. Đấy, chị nào lấy A24 thì mình chốt cho em siêu cấp nhá. Siêu cấp mà bán tặng với chị có bao nhiêu? 239.000. Quá hời. Cúc của nó là cúc đồng nhá. Đây ơi, chị nhìn cúc của nó là cúc đồng cho em này. Đây ơi, chị thấy không? Có dập luôn logo hãng luôn nhá. Đây, chất len của nó là len phiu, hàng đẹp. Form 40 đến 65 cân đổi cho em là thoải mái. Được chưa? Chị nào lấy A24 thì mình chốt A24 của em nhá. Có 239.000 chiếc áo len này thôi. Form đẹp. Áo len này là lạnh lạnh bán sướng sướng đấy chị nhỉ. Bây giờ mình chưa có tâm trạng mua, nhưng mà hôm sau lạnh cái là không có hàng này đâu. Mình cũng phải tranh thủ mua các chị ơi. Hàng đẹp là cứ mua đầu vụ đi. Kiểu gì mấy đồng mặc hết. A24 giùm em nhá. Đây cái này em bó lại với cái màu nó đi. Bác nào lấy A24 thì mình cứ chốt là A24 giùm em nhá. Lên nữa được các chị một mã cuối cùng nha. Rồi tối sẽ lên tiếp. Không tìm được em ơi. Mày lắm. Toàn nhắm mắt phân chứ đâu có mở mắt phân đâu. Bây giờ em cứ phân hết. Phân hết hôm nay tối chị bán là sạch. Còn lông côn mà không còn bao nhiêu. Cái toàn đi xuống kia không có chỗ đi được rồi. Sẽ lên mặc 155 nhá. A20 là mã gì em nhỉ? Như là cái mã tặng. Bây giờ mình lấy cái này. Lên nốt bộ này đi. 12 người lên nốt cái bộ này đó chị nhá. Em nghỉ tại vì là chiều em đi có việc bận nên là không cố được. Lên nốt cái mã này thôi nhá. Mã này là đến mã bao nhiêu nhỉ? A26 đi. A26 giùm em là có đơn nhá các chị. 69 thì một cái bộ đồ như này thôi. Khách bảo lấy hết tự nhiên hôm đấy xả ra này. A26 giúp em nhá. Lông côm à? Lông côm thì lại ý là lại không còn set đâu. Lông côm thì là không có lông côm thì không có set, lông côm chỉ có áo thôi. Em đang sale rẻ lắm, thật sự là bây giờ nhà em vào mã máy tính các thứ ấy. Đây là lông côm không vào được, chỉ làm từ 5 cái trở lên thôi. Những mẫu mà nó có 5 cái trở lên, chứ còn lông côm một vài xuống thì không làm mã được nên em sale rẻ lắm. Chỉ có lấy thì ôm toàn hàng hè, có cả hàng hè hàng đông, nói chung là đầy đủ các loại luôn. A26 giùm em nhá, 69.000 một bộ. Chị nào lấy A26 thì chốt hộ em này.
Ôm chứ chị nào mà chưa chốt được bộ này thì mình chốt nhanh nhá. A 26 69 nghìn một bộ đồ như này thôi. Áo phông bolo em còn. Bộ á. Không, hình như là áo ấy. Nhiều áo. Nhiều áo, nhiều quần, nhiều váy chứ còn bộ thì là ít, tại vì bộ lần này em đâu có về hàng đâu, toàn về váy mà. Em có váy. Xe vest thì tối nay em sẽ lên cho các chị. Tại vì bây giờ em có bận đi công việc. Em là chị nào lấy A26 thì mình chốt hộ em nhé. Tại vì nhiều chị nào ôm thì em báo rẻ cho em bán, thực sự là rẻ lắm luôn ấy. Ôm em để cho ba mấy nghìn được. Tại vì em không muốn lai lai nhiều nhiều, nó lôm côm, nó khó chốt lắm. Dạ, chị nào lấy 26 thì mình cứ chốt là 26 giùm em nhé. Và nó lên máy tính, nó nhập vào máy tính lâu. Tại vì bây giờ bên em làm phần mềm thì bên em chỉ xin địa chỉ của các chị một lần thôi. Lần sau không cần xin địa chỉ nữa. Lần sau chị nào địa chỉ như thế thì bên cứ thế là bên em gửi đi, không cần xin địa chỉ. Mất công với chị, nhiều chị bị chửi thôi. Thế là bây giờ bên em làm máy nên là không cần xin địa chỉ của mọi người quá nhiều lần. Mình cứ cho em xin một lần thôi là bên em tự động lưu địa chỉ của mọi người nhá. A2669 nghìn. Rồi, bây giờ em sẽ nghỉ live stream ở đây nhá mọi người. Bây giờ đi có công việc, đi học. Đây là tối nay bên em sẽ live tiếp nhá mọi người nhá. Lên xe vest tối nha chị ơi. Có áo phông và áo kiểu đấy chị Vinh. Nhiều. Vì là nó lông côm á, em lại bán, ăn cơm để đi. Nó lông côm nhiều mẫu lắm ấy, nên là chị lấy thì chị inbox đi, em báo giá rẻ lắm, cũng không nhiều đâu, 300-400 hàng thôi. Tại vì nó lông côm, có cả quần vải này, có cả quần short này, quần áo phông này, áo sơ mi, áo khoác len, áo len mỏng, rồi có quần short các thứ đầy đủ. Nói chung là đầy đủ, tầm 300-400 hàng là hết. Áo bolo về tối nay nhá chị. Áo bolo cọc tay hay là dài tay chị? Công ơi, thì lúc mà em không lên áo, lấy áo bolo à? Dạ, em có lấy mà lấy ít. Bao nhiêu cái? Mấy cái mẫu pha, mấy cái mẫu phụ nữ trơn thì mình hay bán. Chị Vinh mà lấy đi inbox sớm cho em nhá. Để em đi đường, tại vì là lôm côm em ngại lắm. Bây giờ không lên mà mã được. Là mã được thì em sale cho các chị luôn. Ở cho, hẹn các chị vào tối nay nhá. Tối nay em có lên set vest đấy. Bye bye mọi người.